Hello các bạn, và mình là Thủy Vận TV. Hôm nay thì mình có nhận được một cái món hàng ở ngoài Hà Nội các bạn chuyển vào. Đấy, mình mua qua Sen Đỏ các bạn. Đó là một cái phụ kiện hỗ trợ cho cái chiếc máy cắt của mình. Đây này các bạn, đấy. Nó là cái khung cho cái chiếc máy cắt này các bạn. Total hoặc là bất kỳ cái loại máy cắt nào các bạn. Đó. Thì sử dụng tay thì nó nhiều lúc nó hơi bị mỏi, hơi bị bất tiện, thì có cái khung này thì mình sẽ thao tác dễ dàng và nhanh gọn hơn. Hôm nay thì mình đã mua một sản phẩm về dùng thử, làm luôn cái video review cho các bạn xem như thế nào. Đây là cái hộp bên ngoài này các bạn, nó nhìn nó rất là to, rất là cồng kềnh, nhưng mà khi được lắp vào hộp thì nó sẽ rất là gọn gàng thôi các bạn. Đó. Bây giờ thì mình sẽ mở ra. Cái này thì mình mua về mình phải ráp, nó không có ráp sẵn như thế này. Bởi vì ráp sẵn như thế này thì rất khó vận chuyển. Đây các bạn. Cái sản phẩm này thì mình mua với giá là 250.000 ở trên Sen Đỏ các bạn. Mọi khi hay mua ở Lazada với Shopee, hôm nay thì mua ở Sen Đỏ xem nó như thế nào. Thấy giao hàng cũng khá là nhanh các bạn. Đó. Đây là cách lắp ráp này. Nhìn thấy cũng khá là phức tạp rồi các bạn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp ráp nhé. Mình nghĩ nó to lắm cơ, nhưng mà thực ra thì nó cũng bình thường thôi. Đó, cái này là cái đẩy ra đẩy vào. Đấy, có thể chỉnh góc luôn các bạn. Đó, cái này khá là tiện đấy các bạn. Đây là cái phần tay cầm cho nó. Hy vọng nó không phải bằng nhựa các bạn. À, nó được bằng hợp kim. Cái này chắc là nhẹ, này chắc là nhôm các bạn. Nhôm thôi. Đó, và đây là cái bảo vệ. Và một túi ốc các bạn. Ốc rất là to. Đó, hết rồi các bạn. Đây nó có một cái túi ốc này. Đấy, nó cho mình cái lục giác để mình vặn luôn. Đó, rất là tiện. Đó, mấy cái ốc này. Đó, vậy là có ba cái lục giác cơ. Tay cầm. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp nhé. Đó các bạn, vậy là cũng gần xong rồi đấy. Nhìn nó nhiều đồ, nhưng mà thực ra thì lắp thì nó cũng khá đơn giản các bạn. Đó các bạn, ở đây là một con ốc rất là nhỏ này.
Nó vặn vào đây các bạn, để nó còn giữ cái này để lúc mình lôi ra lôi vào. Nhiều bạn không để ý là cứ tưởng là nó hỏng, nó bị tuột ra tuột vào, nhưng mà thực ra nó có một con ốc nhỏ đấy nhá. Đó, một cái điều mà lưu ý như vậy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ vặn vào. OK các bạn, đấy, vậy là sau một thời gian thì mình cũng đã ráp xong rồi. Đấy, nó có thừa hai con ốc này. Hai con ốc này là để mình có thể thay vào đây, thay này chỗ đây các bạn này. Với những cái chiếc máy cắt khác thì nó có kích thước khác các bạn. Đấy, thì nó có thể lắp được vào đấy. Mình nghĩ vậy đó, lắp vào đây này, hai con. Đấy, cái loại này của mình là ốc nhỏ, nó cho ốc nhỏ đây, rất là tiện lợi. Đấy, và tất cả các chi tiết nó đều có thể tinh chỉnh nên lắp nó hơi bị mất thời gian một chút, nhưng mà nó có thể thích hợp với hầu hết các loại máy cắt này các bạn. Đó, đây nó có thể sử dụng máy Toto này hoặc là các loại máy tàu khác, nó đều có thể sử dụng hết được các bạn. Đó, rất là tiện dụng. Đấy, ở đây thì nó có cái chỉnh ở góc này các bạn. Đấy, cắt góc cũng được, nhưng mà độ ở đây thì không biết có chuẩn hay không. Đấy, mình cũng chưa đo. Đó, và một cái điểm trừ của cái chiếc bàn bàn cắt này thì là tại cái đầu này các bạn, đấy nó hơi bị lắc, nhưng mà rất may mắn là khi mình kéo xuống dưới này này đó, thì nó sẽ không còn bị lắc nữa. Đó, bởi vì xuống dưới này mà nó lắc nữa thì cắt nó không chuẩn và nó rất là nguy hiểm các bạn. Đó, nhưng mà phần xuống dưới này là nó rất là chắc này, bởi vì nó có hai cái bên này nó tì xuống này. Đó, cái phần này độ lại bằng bóng bi nữa thì ngon. Đó, một cái điểm trừ duy nhất như vậy thôi. À, và thêm một cái nữa các bạn. Đó, cái này thì nó bằng nhựa. Cái này mình thấy nó, nếu mà nó được là bằng nhôm hoặc là bằng sắt thì nó sẽ tuyệt vời hơn, nó sẽ cứng cáp hơn, vì nhìn bằng nhựa thì cảm giác là nó hơi bị yếu đuối một chút. Đó, nhựa các bạn. Đó, vậy thôi, rất là tiện dụng và tiết kiệm. Nó sẽ biến cái chiếc máy cắt của các bạn thành một cái chiếc máy cắt bàn, từ một chiếc máy cắt cầm tay thành một cái chiếc máy cắt bàn này các bạn. Đó, rất là dễ dàng, chỉ cần một tay thôi. Và cái này thì nó có thể cắt được với các loại kích thước khác nhau này. Đấy, ví dụ như loại này. Đó, loại ống như này là vô tư luôn này, hoặc to gấp đôi, to gấp đôi thì giữ tay mà các bạn. Đó, cắt thoải mái luôn. Đấy, nó ra lên tận đây rồi các bạn. Đĩa này của mình thì hơi nhỏ lắm, cái này còn có thể lắp được đĩa to hơn. Tới cắt gỗ, cắt ghép cái gì cũng thoải mái luôn các bạn. Và các bạn có thể vít được cái đế này xuống dưới một cái tấm gỗ chẳng hạn, tấm gỗ để cho nó chắc chắn hơn. Ở đây thì nó có cái thiết kế cái vặn vào gỗ các bạn. Đó, đây và đằng trước và đằng sau này. Đó, vít vào cái tấm gỗ ở dưới thì nó sẽ dày và nó nặng hơn. Đó, trên này thì nó hơi lỏng lẻo không các bạn. Đấy, nhưng mà cái xuống thì nó sẽ hết à, rất là chắc. OK, bây giờ thì mình sẽ đi test cho các bạn xem ha.